Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang theo dõi chuyên mục An ninh Đà Nẵng. Chương trình tuần này có những nội dung đáng chú ý sau đây. Diễn biến phức tạp, khó lường của tình huống cháy nổ đặt ra nhiệm vụ đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy là hết sức nặng nề. Nhưng với chặng đường 60 năm rèn luyện, chiến đấu, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ phát huy truyền thống, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, xây dựng lực lượng không ngừng lớn mạnh, hết lòng với sự bình yên của nhân dân. Thực hiện nhiệm vụ kép, vừa chống dịch vừa đảm bảo an ninh trật tự, Công an quận Liên Chiểu vừa triệt phá một chuyên án trộm cắp tài sản do một thanh niên ngoại tỉnh gây ra. Bây giờ, mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 9, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức tổng kết quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương với Ủy ban Kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và triển khai hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương trong việc tổ chức kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đến dự và phát biểu chỉ đạo. Tại đầu cầu Đà Nẵng có đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, nhiệm kỳ 2015-2020, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với Ủy ban Kiểm tra các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng tiếp tục phối hợp thực hiện tốt quy chế trong thời gian tới. Đồng thời, đóng góp ý kiến, chia sẻ những kinh nghiệm hay, các kết quả tích cực đã đạt được cũng như một số bất cập hạn chế còn tồn tại. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo không ngừng, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, đảm bảo nguyên tắc, quy định, quy trình. Kết quả công tác kiểm tra Đảng của lực lượng Công an Nhân dân những năm qua đã góp phần tích cực cùng toàn lực lượng giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trước đó, vào sáng ngày 28 tháng 9, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì hội nghị trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đánh giá tình hình, kết quả công tác Công an tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian đến. Lực lượng Công an Nhân dân đã đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, trấn áp mạnh các loại tội phạm, thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Nổi bật, lực lượng Công an Nhân dân đã huy động hơn 100.000 cán bộ chiến sĩ tham gia tuyến đầu phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Thủ trưởng Công an các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai các mặt công tác, đặc biệt có phương án đối phó với các loại tội phạm nảy sinh trong quá trình phòng chống dịch bệnh COVID-19, chủ động dự báo và có biện pháp không để tội phạm gia tăng thời kỳ hậu COVID-19. Cùng dịp này, Đảng ủy Công an thành phố đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng quý 3, trong đó đã chỉ đạo làm tốt công tác phòng ngừa, giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên ngay tại cơ sở, không để bị động bất ngờ. Nhờ vậy, tội phạm về trật tự xã hội giảm 40,6% so với quý 3 năm 2020. Đặc biệt, Công an thành phố cũng đã phát huy tốt vai trò của lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, góp phần ngăn chặn, kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Tại hội nghị, Đảng ủy Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho một đồng chí và huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 3 đồng chí, đồng thời tặng giấy khen cho 4 tập thể. Nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh cảnh sát 113, sáng ngày 27 tháng 9, Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã có buổi làm việc, thăm và chúc mừng cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát 113 Công an thành phố. Những năm qua, Cảnh sát 113 đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, tổ chức tốt công tác tuần tra kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn thành phố.
Chỉ tính riêng 9 tháng của năm 2021, lực lượng cảnh sát 113 đã trực tiếp giải quyết 133 vụ liên quan đến an ninh trật tự. Ngoài ra, cán bộ chiến sĩ còn tham gia tốt công tác xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, phân công gần 400 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra, chốt chặn theo kế hoạch 911 của Giám đốc Công an thành phố. Đặc biệt là trong giai đoạn cả thành phố gồng mình chống đại dịch, nhiều cán bộ chiến sĩ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với các lực lượng khác của Công an thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chiều ngày 29 tháng 9, Phòng Tham mưu Công an thành phố đã đến trao tặng giấy khen và gửi thư cảm ơn của Giám đốc Công an thành phố đối với các hộ kinh doanh và doanh nghiệp đã tích cực hỗ trợ Công an thành phố trong hoạt động cung ứng hàng hóa cho nhân dân trong thời điểm giãn cách xã hội để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Sự đồng lòng, đoàn kết, tương thân tương ái của các đơn vị và cá nhân doanh nghiệp là nguồn động viên quý báu để cán bộ chiến sĩ Công an thành phố vượt qua mọi khó khăn khi lần đầu làm tiểu thương. Sáng ngày 30 tháng 9, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và 20 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy. Chương trình diễn ra theo hình thức trực tuyến, kết nối với công an 63 địa phương. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng phòng cháy chữa cháy. Trong tiến trình phát triển, lực lượng đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, giải pháp về công tác phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn, tuyên truyền các tổ chức cá nhân có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, kiểm tra xử lý vi phạm quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy, phát hiện và kiến nghị khắc phục triệt để những sơ hở, thiếu sót liên quan đến cháy nổ. Qua đó, tạo niềm tin của quần chúng nhân dân về hình ảnh người chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ. Tại buổi kỷ niệm, Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an thành phố đã trao sổ tiết kiệm cho 6 cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn trong lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy với tổng giá trị hơn 60 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, là lực lượng trực tiếp tham gia công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, có mặt ở những hiện trường sự cố cháy nổ nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng, nhưng tinh thần chiến đấu anh dũng, hết lòng, thậm chí quên đi sự an nguy của bản thân, người lính cứu hỏa đã trở thành những hình ảnh đẹp được nhân dân tin yêu, trân trọng. Họ đã sống, đã cống hiến và vẫn tiếp tục chiến đấu kiên cường vì con đường và lý tưởng đã chọn. Tất cả vì sự bình yên của nhân dân. Vụ cháy kho hóa chất xảy ra tại huyện Hòa Vang năm 2015. Cháy tàu cá tại Âu Thuyền và cảng cá Thọ Quang xảy ra vào đầu năm 2021. Ngập sâu ở trung tâm thành phố khiến nhiều người dân bất lực không thoát ra được khỏi nhà năm 2018. Mới đây nhất là lật xe bồn chở 20 tấn ga, sức công phá như một quả bom nổ chậm. Luôn là lực lượng trực tiếp xông vào nơi nguy hiểm nhất, chiến đấu với giặc lửa, xông pha ở tuyến đầu, ở những vụ tai nạn thiên tai để cứu cái còn trong cái mất. Dù vất vả nguy nan, dù khó khăn thử thách, nhưng tinh thần của lính cứu hỏa là chiến đấu quả cảm, hết lòng vì bình yên của nhân dân. Bên cạnh những việc khó khăn như thế thì nguy cơ cháy nổ là luôn tiềm ẩn hàng ngày. Nên đòi hỏi chúng tôi là phải thực sự am hiểu những cái công tác về phòng ngừa. Những người lính như Trung úy Hùng luôn có một lý tưởng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì nhân dân phục vụ. Và ý chí đó không phải chỉ khi vào nghề đối diện với hiểm nguy mới có được, mà nó đã được hun đúc, được trao truyền ngọn lửa đam mê. Từ những ngày đầu thành lập cho tới nay, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã xây dựng, chiến đấu và có nhiều cột mốc quan trọng gắn liền với sự trưởng thành. Nổi bật có thể nhắc đến mốc thời gian ngày 19 tháng 7 năm 2011, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thành phố Đà Nẵng được thành lập với bộn bề những khó khăn và cả những nhiệm vụ đặt ra. Hơn 5 năm thì cái lực lượng cảnh sát phòng cháy đã được kiện toàn về tổ chức, về quân số, rồi các cái cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng một cách khang trang, đảm bảo được yêu cầu chiến đấu của đơn vị, rồi cái phương tiện vân vân, những cái công tác nghiệp vụ cơ bản được triển khai. Hơn 7 năm hoạt động riêng lẻ, tháng 9 năm 2018, theo sắp xếp bộ máy của Bộ Công an, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ sáp nhập vào Công an thành phố Đà Nẵng, trở thành một phòng nghiệp vụ với bộ máy tổ chức tinh gọn, đáp ứng được những yêu cầu công tác trong tình hình mới. Sau thời gian ổn định tổ chức, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã làm tốt công tác chuyên môn, nâng cao năng lực chiến đấu, lập nhiều chiến công hiển hách, đưa phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy sôi nổi gắn với phương châm lấy phòng ngừa là chính.
Sự có mặt giám sát của lực lượng này trong mọi hoạt động đã góp phần đảm bảo an toàn trong các hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế của xã hội. Chúng ta thực hiện cái việc phòng chống cái dịch COVID-19 thì đề nghị các cái chủ cơ sở, các cái nhân viên trong cơ sở là phải tự nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy và phải thường xuyên kiểm tra các cái trang thiết bị phòng cháy cháy và sẵn sàng thực hiện cái việc cháy ban đầu khi có cái sự cố xảy ra. Hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được huy động tăng cường cho công tác phòng chống dịch ở các địa phương. Nhưng công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vẫn luôn được duy trì thường xuyên nhằm nâng cao năng lực xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra. Bộn bề với những nhiệm vụ, không lễ kỷ niệm trọng thể, không gặp mặt đông đủ các cán bộ chiến sĩ qua các thời kỳ. Thế nhưng, tinh thần người lính thường trực chiến đấu, bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân lúc nào cũng sục sôi trong tâm thức người lính cứu hỏa. Việc hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cho lực lượng, đặc biệt là chiến sĩ trẻ, có được một cái tinh thần, một sức khỏe, một tính năng động, lòng dũng cảm là rất quan trọng. Thông qua nhiều các hoạt động như diễn tập phương án, lần huấn luyện ở các môi trường điều kiện khắc nghiệt khó khăn cũng đã tạo cho cán bộ chiến sĩ có thêm được cái niềm tin về cái năng lực, kinh nghiệm để có thể tổ chức thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình được giao. Với những thành tích đã đạt được, các tập thể cá nhân của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ đã nhận được nhiều huân huy chương, cờ thi đua, bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Công an thành phố và các cấp ngành địa phương. Đảng ủy Giám đốc Công an thành phố thì rất là mong muốn lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp chặt chẽ với các cái cơ quan đơn vị sẽ làm tốt hơn cái công tác phòng ngừa ở trên địa bàn của thành phố. Đặc biệt là phải thường xuyên tích cực rèn luyện, tổ chức các cái diễn tập để mà mang thể hiện được cái tính chuyên nghiệp, tham mưu phối hợp để xây dựng tốt hơn cái phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy ở trên địa bàn thành phố. Một mặt trận không có tiếng súng, nhưng mỗi lần xung trận đã có bao hiểm nguy phải đối mặt. Đó không chỉ là sự lựa chọn, là mệnh lệnh mà đã trở thành lý tưởng của những chiến sĩ khoác trên mình màu áo công an nhân dân. Những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Đà Nẵng đang được các thế hệ viết tiếp trong lòng nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, ngay trong thời điểm giãn cách xã hội, bên cạnh làm tốt công tác phòng chống dịch, nhiệm vụ tấn công trấn áp tội phạm vẫn diễn ra thường xuyên liên tục. Mới đây nhất, Công an quận Liên Chiểu đã triệt phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản, bắt giữ thanh niên ngoại tỉnh, gây ra 15 vụ trộm cắp đột nhập. Cho đến bây giờ, anh Đoàn Thanh Tâm ở trọ tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu vẫn còn nhớ như in, cảm giác hụt hẫng khi phát hiện mình bị trộm mất chiếc máy tính xách tay, cho tài sản bị mất thì ít, mà tiếc cho những tư liệu công việc trong laptop thì nhiều. Sự việc xảy ra khiến anh Tâm cứ thấp thỏm không yên. Khi em đi ngủ thì cửa em đóng rồi, nhưng mà khi em dậy thì thấy cái cửa này nó mở ra, hai cánh cửa mở toang ra, rồi thấy người ta nhao nhao ở ngoài là có trộm. Không chỉ có anh Tâm mà nhiều nhà trọ trên địa bàn cũng xảy ra tình trạng mất trộm tương tự. Trước sự phức tạp của tình hình, Công an quận Liên Chiểu đã xác lập chuyên án, tổ chức theo dõi, mật phục tại các địa điểm nghi vấn. Sau một tuần tích cực điều tra, rạng sáng ngày 27 tháng 9, khi vừa thực hiện xong hành vi đột nhập ở một khu trọ, thủ phạm đã bị khống chế và bắt giữ. Đối tượng là Trương Thanh Toàn, 31 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh. Toàn rất tinh vi, thường xuyên thay đổi nơi ở và chỉ ra khỏi nhà vào lúc rạng sáng, khi người dân đã ngủ say. Cửa chính của một phòng á và nhấc cái chốt ra, vì ở trong nó không khóa cổng, nó không bóp cổng khóa thì sẽ rất là dễ vô trong và tôi thực hiện hành vi trộm cắp. Đến thời điểm bị bắt, Toàn đã thực hiện được 15 vụ trộm cắp tài sản, tổng giá trị ước tính trên 150 triệu đồng. Đây tiếp tục là bài học cảnh giác cho mọi người trong việc tự phòng, tự bảo quản tài sản của bản thân và gia đình, nhất là trong thời điểm dịch bệnh nhiều khó khăn. Đến đây, chuyên mục An ninh Đà Nẵng tuần này cũng xin được kết thúc.
Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.